thưa quý vị, một lần nữa xin quý vị hãy ngắm nhìn các người mẫu, hoa hậu nổi tiếng của Việt Nam trong bộ sưu tập thời trang Hoa Bất Tử của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí và thời trang tóc của nhà tạo mẫu tóc Tuấn Hà Lan. Quả thật không ai muốn một lúc nào đó trong cuộc sống mình vấp ngã hay mình có những cái điều mình cảm thấy rằng là mình lựa chọn chưa đúng. Anh Khoa vẫn nhớ đến khi chị say mê và chị chia sẻ với các đồng nghiệp, với những người làm nghề là chị muốn có một cái tạp chí chuyên nghiệp dành cho cái nghề mà chị đã đến và đã sống với đầy đam mê. Và từ đó thì tạp chí Người Mẫu ra đời. Nhưng mà không lâu sau đó thì lại khép lại cái dự án đó để chị lại tiếp bước với những công việc kinh doanh khác. Cái thời mà mình làm cái cuốn ấy, gọi là cuốn nôm na gọi là tạp chí Người Mẫu, nhưng thực ra nó là một cái cuốn nói về cái nghề người mẫu và từng chân dung của một người mẫu một, và đi một cách chuyên sâu và nhiều cái góc cạnh khác nhau để cho các khán giả có thể hình dung và biết nhiều hơn mọi góc cạnh về một người mẫu nhất định. Thì mỗi kỳ tính là mỗi người sẽ làm một chân dung một người định mẫu kỳ. Và sẽ khai thác nhiều góc cạnh của cái nghề nghiệp hơn. Thì lúc đó mình chỉ có đơn thuần mình nghĩ là tại sao cái nghề của mình ca nhạc rồi này điện ảnh đều có những cái cuốn gọi là đi sâu vào cái nghề nghiệp, nhưng tại sao người mẫu lại chưa có. Và mình đơn giản là mình muốn làm một cái cuốn gọi là giống như là sách chuyện ảnh vậy đó. Chứ còn tất nhiên là khi mà in lên thì mọi người lúc nào cũng gọi là cái tạp chí, thế nhưng mà lúc đó thì nó chưa phù hợp. Tức là nhà nước mình có thể là chưa có cấp phép theo dạng như thế. Họ nghĩ cái chủ trương. Không, chưa có chủ trương để cấp phép như thế. Và sau này khi có nhiều chủ trương và cũng kêu Ngọc Ánh làm lại, thì Ngọc Ánh đã phải coi như là kết hôn với những cái công việc kinh doanh khác rồi. Không có nhiều thời gian dành cho nó nữa. Thì hồi đó ngay cái số đầu tiên đã nhận được rất đông đảo sự quan tâm và chú ý của độc giả. Và phải nói là một cái mà kỷ niệm. Tại vì ngay cái số đầu tiên ra đời đã là một cái chương trình ca nhạc về người mẫu, về thời trang rất là hoành tráng lúc bấy giờ tại nhà văn hóa thanh niên. Và mọi người coi như là cháy cái tờ, cái cuốn này đến nỗi mà bây giờ còn có khi phải bán lại cho nhau những cái cuốn như thế. Thế thì đó là cũng cái cột mốc mà cũng rất là đáng nhớ. Đầy kỷ niệm đúng không ạ? Đầy kỷ niệm. Mặc dù là mình không tiếp tục làm đến cuốn này, cuốn kia nữa. Nhưng mà ngay cuốn đầu tiên mình đã gặt hái những cái thành công đáng kể. Thì đó cũng là... đến khi bây giờ mà ngồi lại, giống như ai ngày xưa biết được cái đó, như anh Khoa mà ngồi nhắc lại trong những cái cuộc nói chuyện với nhau thì đều suy nghĩ là ngày xưa công nhận là mình cũng rất là nhiều những cái kỳ vọng để mà làm. Rất khó để nhớ lại một Trương Ngọc Ánh với tư cách là một ca sĩ, một thành viên của một nhóm mà đây là trưởng nhóm đó đúng không ạ? Không đã làm trưởng nhóm, chỉ là người đầu têu thôi chứ không đã làm trưởng nhóm. Cái xuất phát như thế nào? Cái xuất phát gì, cái điểm xuất phát ở đâu mà khiến chị lại có một cái suy nghĩ là mở nhóm hát, đi hát, rồi lại mở ra cái phong trào là khi người đẹp hát, và cái cụm từ đó đã đi vào lòng các khán giả. Sau này cho dù bất kỳ một người mà đẹp chân dài nào mà đến với âm nhạc, người ta cũng gọi đó là người đẹp hát hết. Nên bạn bè của Ngọc Ánh hay gặp Ánh là cái gì là cô cũng hay đầu têu ra đâu. Là... thực ra thì xuất phát điểm là từ có 4 năm cô người mẫu chơi rất thân với nhau, vì là cái hợp cái lối suy nghĩ, cái quan điểm trong cái nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống. Và cái thứ hai nữa là anh Trịnh Công Sơn lúc bấy giờ nói là thế sao các em không làm một nhóm hát đi, và anh đặt tên cho. Thế là tự nhiên anh Trịnh Công Sơn đặt tên là Ngẫu Nhiên. Thì lúc đó đến bây giờ mọi người nói đúng là đặt tên Ngẫu Nhiên là có lý do, bởi ngẫu nhiên hợp và ngẫu nhiên tan. Tự nhiên các cô cái đi lấy chồng hết. Lập nhóm xong hát rồi ra album rất là hoành tráng, rồi cũng được đông đảo khán giả quan tâm. Sau đó đến cái album thứ hai mọi người mời, hãng mời để quay tiếp, thì các cô đi lấy chồng. Cô thì đi Mỹ, cô thì đi Singapore, cô đi Hồng Kông. Tức cuộc còn có mỗi mình Ngọc Ánh ở lại. Và cô giờ nghĩ là mình solo không chị Ánh hả? Hồi đó cũng ham hố, cũng nhiều người mời đi. Nhưng mà đi khoảng 2 lần thì thấy là cái nghề này chắc không phù hợp với mình. Mình không chạy show được như vậy. Cứ là diễn ở phim trường cực bao nhiêu cũng được hết, hay là diễn ở trên sân khấu sàn catwalk cho dù ánh sáng có nóng thế nào cũng được hết, nhưng mà chạy show kiểu mà chạy show chỗ này cầm micro lên để chạy show chỗ kia thì
Có một lần ham hố là đi chạy show một tối ở ba tỉnh. Wow. Tức là vừa cái mời xuống đi hát. mới đi hát wow. thì thấy là ôi người ta trả tiền mình cát chê cũng cao như là ngang ngửa như là ngôi sao ca nhạc. Thì thôi mình thấy kiếm tiền cũng có vẻ dễ. Thử một lần. Coi như là ngồi trên xe và từ tỉnh này sang tỉnh kia, tất nhiên là ba tỉnh nó cũng gần nhau thôi. Thì bầu show gọi liên tục, gọi nó cháy máy luôn và mình hối tài xế như bay mà vừa mới xuống. Mọi người bầu show nói là bây giờ không còn ai để mà kiểu hát thêm nữa để chờ đó rồi. Như bị tăng bò đúng không ạ? Vừa mới xuống là tóc chưa kịp chải và lời chưa kịp nhọc là nhạc đã lên rồi. Thế xong cái đợt là về thổi hú hồn hú vía, giờ bao nhiêu tiền cũng không đi. Là mình nghĩ là không có phù hợp với mình lắm. Mình thích cái sự an toàn hơn. Đúng rồi. Đúng không ạ? Thành ra khi mà thấy các ca sĩ chạy show là mình phục lắm, mình rất mắc phục. Bản thân làm thì vẫn được thôi. Đúng không ạ? Và khi chị là một trong những người ở trong hội đồng thành viên để tổ chức ra Hiệp hội Người Mẫu để tạo ra nhiều những cái quyền lợi cho các người mẫu, để mọi người có một cái nhìn đúng đắn hơn về nghề, để các khán giả có thể yêu mến hơn những người đẹp chân dài. Đó và nghĩ cũng là những cái mà mình đã cất công và bỏ thời gian để mà tâm huyết. Trước đây khi mà thành lập được cái hội người mẫu như bây giờ thì là phải thành lập ban vận động hội người mẫu. Rồi cả các anh em cùng với nhau để thành lập hội, thành lập ban vận động để vận động lên đến những cái cơ quan chức năng cao hơn để họ để muốn là cái người mẫu cũng là một nghề, mặc dù nó xuất hiện đấy, mặc dù tất cả mọi thứ đều cần người mẫu nhưng mà lại chưa có chứng minh nó là một nghề, chưa có giấy phép hành nghề và chưa khẳng định nó. Chưa ai gọi đó là cái nghề hả? Chưa ai gọi đó là cái nghề cả. Và có khi lại nhiều người lại quan niệm có khi cũng sai lầm về cái nghề người mẫu. Nên là một nhóm các anh em là cùng nhau để thành lập ban vận động và bây giờ đã có cái hội người mẫu. Công ty Ánh Việt và việc trở thành nhà sản xuất phim cũng là những hoạt động rất là mới mẻ của chị và cũng đã giúp ích cho rất là nhiều những đồng nghiệp trong nghề có thêm nhiều show để chạy nè, đúng không ạ? Rồi có thêm những cái công việc khác. Ngay cả chị bây giờ với tư cách là một nhà sản xuất thì mình cũng tìm kiếm những cái thế hệ mới để vào những cái bộ phim mà mình đứng với tư cách là nhà đầu tư và mình làm phim nữa. Khi mà thành lập cái hãng phim thì mọi người hỏi cho đến mấy năm sản xuất cũng một số phim, mọi người cứ hỏi là tại mọi người cứ nghĩ là Ngọc Ánh thành lập hãng phim để làm phim cho Ngọc Ánh đóng. Thì Ánh nói không, Ánh không quan điểm như vậy.